Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để bán coin trên cái ví Safepan và rút về ngân hàng. Rồi, thì đây là cái ví Safepan này. Quý vị có thể sử dụng cái ví chớt hoặc ví MetaMask đều có thể được. Còn KTV sẽ sử dụng cái ví Safepan. Và quý vị cần phải có BNB ở cái ví này để làm phí giao dịch trên PEP20. Rồi thì quý vị hãy vào ví của quý vị và quý vị vào cái trình DApp này. Ở trên cái ví chớt cũng vậy. Quý vị sử dụng ví chớt và ví Safepan thì hai cái ví này nó hỗ trợ rất chi là tốt cho cái hệ smart chain PEP20 của Binance. Ok chưa? Rồi đây cái DApp này. Quý vị chọn Pancake Swap này. Nếu lần đầu quý vị kết nối ví với sàn thì nó yêu cầu connect. Quý vị cứ connect bình thường. Bây giờ quý vị hãy vào một trình duyệt web và quý vị vào địa chỉ là bscscan.com. Ở cái ô tìm kiếm quý vị đánh là VNDC. Quý vị chọn cái vndc.io này. Quý vị hãy vào cái VNDC để lấy smart contract của nó. Và quý vị chỉ cần lấy lần đầu thôi, còn những lần sau quý vị không cần phải lấy nữa. Quý vị tìm đến cái từ contract này. Ok chưa? Và quý vị bấm vào cái biểu tượng để copy. Đó. Copy contract. Copy xong, quý vị trở lại cái ví của quý vị. Quý vị hãy vào trình DApp. Quý vị chọn Pancake Swap. Rồi ở cái phần ô select a currency này, quý vị hãy chọn và quý vị dán cái contract nó vào đây. Còn ở đây KTV đã dán vào rồi thì KTV chỉ việc đánh là VNDC thì nó sẽ ra. Và quý vị để ý đến cái ô from này, nó có cái từ BNB. Nếu quý vị muốn bán BNB thì quý vị để nguyên là BNB. Còn ở đây KTV sẽ bán BUSD thì KTV sẽ chọn này. Và ô tìm kiếm này, quý vị hãy nhập là BUSD. Rồi. Và hiện tại 1 BUSD bằng 24.866 Việt Nam đồng. Ok, quý vị hãy nhập số lượng mà quý vị muốn bán vào cái ô from. Rồi quý vị chọn swap này. Quý vị chọn confirm swap này. Quý vị chọn ok đi. Quý vị hãy xác nhận này. Quý vị có thể close này vào. Rồi và nó đang pending, quý vị hãy chờ trong giây lát. Ok, nó đã báo swap thành công đây này. Đó. Rồi, quý vị có thể tắt cái này đi. Trở lại với cái màn hình chính của cái ví. Thì đây, đây chính là VNDC này. Rồi, bây giờ quý vị hãy vào cái ví VNDC. Ok chưa? Quý vị chọn VNDC này. Quý vị hãy lấy cái địa chỉ là PEP20. Đây.
quý vị lưu ý là chọn đúng trên nhá, quý vị chọn cái trên khác là sai là mất tiền đấy ạ. F20 này. Rồi quý vị sao chép cái địa chỉ này. Rồi đã sao chép. Quý vị trở lại cái ví, quý vị chọn VNDC F20 này. Rồi quý vị chọn gửi đi. Gửi. Quý vị hãy dán cái địa chỉ vừa copy vào đây. Ở ô dưới này, quý vị hãy nhập số lượng. Ví dụ ở đây KTV sẽ nhập số lượng này. Rồi nhập xong quý vị chọn tiếp theo này. Rồi quý vị chọn tiếp theo. Quý vị chọn gửi. Quý vị hãy xác nhận. Ok, và quý vị chờ mạng nó xác nhận. Quý vị có thể chờ mất khoảng độ 15-20 giây đấy ạ. Trong khi chờ đợi, quý vị có thể bấm vào đây để lấy cái mã TXH. Đây, quý vị hãy copy cái mã này để kiểm tra cái trạng thái giao dịch. Đó, quý vị hãy vào trang bscscan.com. Có thể mạng nó đang hơi chậm thì quý vị hãy dán cái mã TXH vào đây để xem cái trạng thái nó giao dịch nó đến đâu rồi. Đó, VNDC nó báo thành công rồi đây này. Ok chưa? Rồi, nó báo thành công rồi thì quý vị hãy vào cái ví VNDC của quý vị nhá. Đó, nó báo thành công rồi. Rồi bây giờ quý vị hãy vào cái phần ứng dụng này này. Quý vị chọn tiếp là bán VNDC. Ok chưa? Bán VNDC. Quý vị có thể chọn là bán online hoặc là bán qua đối tác kinh doanh. Thì bán online nó sẽ nhanh hơn, còn bán qua đối tác nó sẽ mất thời gian hơn. Nhưng mà bán online quý vị sẽ mất một chút chi phí giao dịch. Phí giao dịch ở đây là 10.000 này. Rồi, ở đây KTV sẽ nhập số lượng vào cái ô thứ nhất này. Ok chưa? Rồi, và phí giao dịch là 11.000. Ở đây KTV sẽ chọn là ngân hàng Vietcombank. Ok chưa? Rồi, quý vị bấm vào bán này. Rồi vì cái này nó đang bảo trì nên quý vị có thể bán qua đối tác kinh doanh. Ok, và đại khái là quý vị cũng làm như vậy. Rồi, và KTV xin kết thúc video ở đây. Và nếu như quý vị nào chưa có tài khoản sàn Binance hoặc là tài khoản ví VNDC thì quý vị hãy đăng ký theo đường link mà KTV để bên dưới video này để ủng hộ KTV. KTV xin cảm ơn.